nữa. Khóa một cầu và mua bội hai. Cái mua bội hai này nó sẽ đi qua đường cổ, khóa một cầu nó sẽ đi qua đường cổ và nó lên thẳng vào cái hàm. Theo là cái bước hai, chúng ta bấm huyệt thì chúng ta khóa cao thống, bấm hà mô, bấm hà mô, khóa cao thống bấm nát trung, khóa cao thống bấm thôn trung nhé, bấm trung. Thế thì sau đó là chúng ta giảm 12 nhịp cơ bản, giảm 12 nhịp cơ bản. Thế thì ở đây chúng ta lưu ý bên nào mà bị ta bấm nào ở bên này, ví dụ ở bên hàm nào nó đau thì ta sẽ bấm nhiều à, bên phải bên trái. Sau đó tập trung hơn khi làm đấy, ta khóa cao thống nào đấy, cao thống lùi ra phía sau rất vội, chúng của tôi ở cái điểm cao nhất ở trên cái đỉnh đầu khi việc cô nạc ở đến góc hàm ở má bên tay phải này chúng ta bấm chúng ta cũng hướng lên trên, chúng ta để bốn cái ngón tay ra phía sau, chúng ta dùng cái ngón tay bên trái này phải ta bấm đúng không? Thế còn cái việc tập trung này lưu ý là khi ta bấm hai ngón tay ta để đỡ ở phía dưới của hàm đúng không? Dưới là hàm xong rồi ta dành đúng không? Một người nào đến đây thì sẽ hướng dẫn qua cái bài này. Đầu tiên như bình thường ta có thể khai thông hết đi thì ở đây ta đặt cái bốn ngón tay của chúng ta, bốn ngón tay chúng ta thì hướng đưa bờ hướng lên trên này. Nào chị ơi, thấy nó lên vùng hàm của chị không? Thấy lên lưỡi chưa? Lên lưỡi rồi, tức là chị không phải bị vùng hàm nhưng mà chúng ta tập trung đưa lên vùng lưỡi được chưa? Theo là ta vẫn khóa cao thống, bốn hai ngón tay người ta ta dành đúng không? Nếu giả dụ như bên này đau thì ta sẽ dây bên này trước, thế còn bên này sau đó bên này ta dây sau, hai ngón tay ta đợi dưới chân hàm, được chưa? Dưới chân hàm sao lại đem nặng thế nào? Nên đánh ngồi đi chấp nhận cười tươi chứ. Thế còn ở bên này, ví dụ như khi mà người ta méo mồm, khi méo mồm thì nó khi méo lệch hàm mà, lệch hàm mà thì nó có phải là mồm nó méo thì mình phải kéo cái thốn trung này, cái thốn trung này là mình ví dụ nếu mình chỉ giúp đau hộ cái không? Ta xử lý rất là nhanh chóng. Ví dụ như bình thường chúng ta cũng khai thông đầy đủ, ta khí bơm lên trên mặt này đi, được chưa? Bơm trên mặt này đi. Thì ta nhớ này, ta cầm một khóa một khẩu cổ, thì ta dùng hai ngón tay như ta này, ta bóp vào đây là kéo thật mạnh. Là người ta đau hàm lệch, trịch quá hàm. Người ta đau người ta kêu. Á gái này mình kéo mấy gái này tự nhiên là người ta trở lại xong mình đau quá. Họ há kêu là há rồi lại bảo ngay là khi mà người ta cứng hàm, người ta không mở được hàm đâu. Người ta bị nhiễm lạnh nhé, bị nhiễm lạnh rồi bị cả. Thì nó cứng hàm này không há được mồm đâu. Không ngang được mồm để mà ăn kéo. Đấy, é rồi. Á gái, á mồm ra ngay. É rồi đấy, é phép nữa rồi. Được chưa? Đấy. Mà chúng ta phải cấp cứu. Một trường hợp chúng ta cấp cứu. Mà người ta cắn hàm ra, người ta đang đuổi sức, người ta gục ngã rồi. Gục ngã rồi. Chuẩn bị ra đi. Tức. Ngực ở đây này. Cả cái cổ người ta cứng, hàm người ta cứng rồi. Thì mình có thể là mình nhanh chóng đấy. Mình nhanh chóng là mình có thể là khai thông đầu các ngón tay mình bật ngón tay mình kích. Nhưng mà làm cả hai tay mình kích người ta được chưa? Kích người ta.
rất là nhanh. Bệnh ra văn cấp cứu rồi. Tỉnh rồi. Được chưa? Sau này đưa cái cẳng tay trái này đến đây này. Cầm cái cổ tay này thật mạnh này. Ở đây nó có cái cơ ở ngực này. Cơ ở ngực này. Giật mạnh như vậy. Mạnh ra cái ra khám hộ mà hết.